Dạ, con chào quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh nha. Hôm nay thì tiếp tục ghé vườn của anh Vinh nữa quý cô chú. Một cái khu vườn mới tại huyện Bình Chánh ha. Hôm nay thì ảnh chuyển vườn về Sài Gòn nữa quý cô chú ha. Thì mời quý cô chú cùng xem với con một clip tiếp theo nữa trong vườn anh. Trước mắt quý cô chú là một cây cây sung. Cây sung rất là to. Để chi tiết hơn thì con sẽ cùng với anh Chiến giới thiệu đến quý cô chú để mình xem cho rõ và mình giao lưu ha. Thì gọi số của anh Vinh trên màn hình giúp con. Quý chú xem kênh, quý chú nhớ ủng hộ kênh một like một đăng ký ha. Con cảm ơn quý chú rất nhiều. Rồi anh Chiến ơi, bay vô anh Chiến ơi. Chào anh Khanh. Em chào anh chị. Dạ. Hôm nay đến vườn anh Vinh này cũng là khu vực Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh mình, cô chú anh chị. Dạ. Vinh cũng giao lưu cô chú anh chị cũng số cây là thành phẩm. Không để là cô chú anh chị chờ lâu nữa. Chi tiết vô cây số 1 là K1, một cây sung trái. Đây khu vườn này của chú, tổng quan cái cho mình dễ theo dõi ha. Ảnh vườn cũng khá là rộng luôn. Mới về đây, mới xây dựng lại thì mình ở khu vực lân cận chẳng hạn như Bình Dương, Đồng Nai, khu vực Sài Gòn thì quý chú nếu mà giao lưu sẽ nhận cây được trong ngày luôn đó quý chú. Đây. Anh sẽ cố gắng sắp xếp ra cho mình, còn mình tới vườn mình xem trực tiếp đi quý chú, có nhiều cây để mình lựa chọn lắm luôn ha. Lớn nhỏ ha, sứ có, mai có, một số cây ăn trái, các dòng kiển cổ quái. Rồi để làm không mất thời gian của quý chú, con với anh Chiến vô luôn cây đầu tiên clip hôm nay. Mã hôm nay là mã ca. Ca. Một cây sung. Cây sung, sung trái. Sung trái ha. Cây này cái... to. Cây này cây khủng lực. Luôn nha cô chú. Bự dạ. Lực lắm mà. To lực ha cô chú. Rồi đo cốt chính thôi anh ơi. Rồi. Chiều cao 80 cô chú ơi. Chiều ngang. Rồi chiều ngang này 90. 90. Rồi. Anh ôm cái bụng to to này giúp em cái ha. Đây. Cây này lực của chú ơi, phơm lùng lực. Rồi 1m05. 1m05 luôn ha, chính xác luôn nha quý chú. Đây, cho em còn cái mặt cắt này. Mặt cắt này nó múm vô khá nhiều nè. Cũng không giấu giếm gì quý chú, để cho mình xem cho rõ lắm thôi. Mình thấy mặt này nó dán lại rồi, không biết ở trong nó như thế nào. Múm lại nè ha. Còn cái vị trí ngay đây là 1m05 ha quý chú. Còn cái chân đế nó nè. Đó đó. Mình rủ xuống, thước xuống thì nó đặt hết vậy là mình tính 1,5m đi quý cô chú ơi. 1,5m. Trên này có cái ngọn, một số chi cành đang để định hình. Nói chung là cây này tương lai là một cây đẹp quý cô chú. Liền đặt luôn. Dách nở anh ha. Dách nở. Cây này cũng là một cây khá to, mình cắt lại bonsai anh ha. Cái này dựng ngọn nè quý chú, nuôi thả dựng ngọn. Mặt tiền ở đây. Nếu mình chơi mình đặt ở đây mặt tiền được nè. Rồi, cây sung mã K1 hôm nay giá như đây. Chú anh chị là 9 triệu, bao ship 200 km. 9 triệu quý chú, 200 km. Mình ở gần khu vực Sài Gòn. Lại tới đây lấy thì anh giảm tiền xe cho mình ha quý cô chú. Còn ship thì 200 km, giá là 9 triệu. Rồi tiếp tục anh Chiến ơi. Rồi cây ca hai là cây cây lộc vừng đi anh ơi. Rồi lộc vừng. Mình có sung có lộc luôn quý cô chú ha. Có lộc có sung. Lộc sung luôn. Một cây lộc vừng. Chiều cao nhiêu đây anh Chiến? Đây. Cao 2 mét đi quý cô chú. 2 mét. Cao 2 mét từ mặt bầu, còn nếu mà tính hết luôn khoảng tầm 2m4. Chiều ngang tán rộng cũng tầm khoảng 1m8 đi. 1m8. Đặc biệt thì theo như anh Vinh báo với con thì cây này có hai cái thân là lộc vừng màu vàng. Đây là lộc vừng vàng, ghép lộc vừng vàng. Đây hai thân nhỏ này là lộc vừng mà bông vàng, bông vàng. Còn cây này là lộc vừng bông đỏ, là cây cây riêng. Cây riêng là bông cây đỏ. Cây riêng của nó là bông đỏ, còn này là hai cái cây nhỏ này là ghép lộc vừng bông vàng. Thôi để con cho quý chú coi cái chột ghép nó luôn. Chột ghép nó to lắm nha quý chú. Đây, ghép lâu lắm rồi chứ không phải ghép mới ha. Ghép lâu lắm mà cắt nó muốn bít luôn.
Còn cái thân chính cao này là đỏ. Đây, nó ra này, hoa thì nó sẽ ra hai màu. Thân chính của nó đó, đỏ vàng luôn trên cây. Đặc biệt chi cành ghép rất lớn luôn. Rồi, rồi. Hoành thân luôn 77. Dạ. Đế luôn anh này, đế to to cộng lại cũng lấy lực. Đường kính bầu đi anh ơi cho lẹ. Đúng rồi. Tại vì đài này hết đế, hết bầu nha chú. Rồi, đường kính bầu 90. 90. Đây là mặt cắt của đế hồi đó nè. Đế hồi đó, bích luôn à. Kéo bích à. Cái thoát thân một cốt này nhiêu à? Tới ngã ba đó đó. Đúng rồi. Rồi 50. 50. Con đi vòng đế cho mình xem nha chú. Đế liền lạc, không một lỗ gì hết. Đặc biệt lọc dừng này hai màu bông nha, vàng đỏ, không một lỗ gì hết nha cô chú. Ngay ngã ba cũng không một lỗ luôn nè. Mà cắt đế mà cắt rễ mà nuôi bích vậy nè, như quý cô chú thấy trước mắt. Còn cái chọc ghép mà của màu vàng nó bơi lớn nè. Rồi giá luôn anh ơi, cái rồi, này. Rồi cái lọc dừng K2 này giao lưu cô chú anh chị là 7,5 triệu, bao ship 200 km. Cây to ha chú, cây khá là to. 7,5 triệu, chân đế đẹp, cây liền lạc. 7,5 triệu, anh bao ship cho mình 200 km. Cây này mình đặt vô sân nhà mình chơi rất đẹp chú. Đặc biệt không một lỗ gì chứ, liền lạc luôn, đế đẹp luôn. Cây hai màu bông luôn cô chú. Hai màu bông luôn, vàng đỏ. Hai nhánh này là màu vàng nè. Thân bự đó, thân chính của nó là màu đỏ. 7,5 triệu anh ha, bao ship 200 km. Rồi tiếp tục qua bên đây. Rồi một cây da nhật. Da nhật si búp hồng. Mình ghép da nhật lâu năm của chú. Thì độ hoàn thiện là gần như 100%. Không còn cái gì nữa hết á. Tay nó bích chịch vậy nè đó. Từng cụm, từng chòm, không còn gì để làm nữa hết quý chú rồi. Chỉ việc về mình đặt vô chỗ thích hợp mình chơi thôi. Rồi chiều cao vô đây. Rồi chiều cao 1,5 m. Dạ. Chiều ngang 1,5 m luôn. Hơn anh ơi, chiều ngang khoảng 1,7 m, 1,8 m á. Đây. Dạ. Anh nó đo thước này chú, còn ở xa mới nhìn được. Rồi vô hoành thân luôn anh ơi. Thân này nó trên đi. Đi dưới cái ghế. Rồi 33. Dạ. Đây. 1 m đi. 1 m. Rồi xuống luôn. Hết cây thước. Cây này đẹp lắm chú. Từ 1,8 m luôn. Từ đế cho tới thân cho tới cái bộ tàn ha. Đó người ta trồng chậu anh thấy nó cuộn trong chậu nè. Thân nó nè của chú, thân cành ha. Ghép rất là lâu năm. Cây này là cây theo như con quay thấy là cây này là cây to nhất, da nhật to nhất và đẹp nhất trong các cây da nhật có tại vườn của anh Vinh. Rồi cây này giá sao đây anh Chiến ơi? Rồi cây da nhật này mã số K3 là giao lưu cô chú anh chị là 9 triệu, bao ship 200 km. 9 triệu. Mấy cây này về của chú không có tốn công chăm sóc gì trên. Cây này rất là dễ sống luôn. Chỉ việc tưới nước là xong. Thậm chí bây giờ nó ăn hết rễ hết đất luôn nữa, chỉ có nước là nó sống. Rồi đổi giúp em luôn, 9 rồi, triệu anh ha. 9 triệu bao ship 200 km. Dạ, rồi. Rồi, qua cây K4 là cây vuốt sữa. Cây K4. Một cây vuốt sữa. Vuốt sữa. Sữa này sữa trắng ha. Rồi, ở đây hồi đó tao tán bonsai xuống nó có mặt cắt chỉ cho quý chú luôn ha. Nhưng mà mặt cắt nó này, đang kéo lại đây. Anh xử lý nó đang kéo vô nè. Rồi. Đế là nó sổ, nó chảy đều luôn á cô chú. Đều bốn mặt luôn á. Đế tròn ổng luôn ha. Tròn ổng luôn. Rồi chiều cao 1,2 m. Mấy cái tượng này cũng vừa vô dây nè cô chú rồi. Nhưng mà mình khỏi đo đi ha cô chú. Không đo làm gì đâu. Đo cái cốt chính thôi. Đây.
77 cô chú ơi. Dạ, 77. Xuống cái nữa, cái ngang cổ luôn đi anh. Ngang cổ luôn. À, 90. 90. Rồi đường kính đường kính đường kính ngang đi. 80. Rồi 240 hoành ha chú. Đó, nằm ở mức đó. Là ghê. Cây cũng già. Đế nó sổ cứng ngắt luôn á hả. Đế này đã rút đế rồi. Rút đế rồi đó. Cho nên là mình cứ yên tâm ha. Mặt đế mà nó kéo vậy nè, nó là chú thấy là cây nó cũng khỏe. Kéo nhựa vô trên. Dạ. Này nó cũng bị xè, bù xè vậy ăn nè. Để... Nhưng mà nó ăn tới đâu là cây thịt nó kéo vô tới đó. Dạ. Đó, nè. Hai mặt cắt rồi con quay không thể nào mà còn gì nữa, nói chung là quay rất là kỹ cho mình xem. Hai mặt cắt kéo mạnh ha. Rồi cây này giá sao đây anh Chiến? Rồi cây vú sữa K4 này giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu, bao ship 200 km. Phơm mà trực lắc. Này chi cành này mình đệm nước dây được rồi nè quý cô chú. Đúng rồi. Lấy ảnh lượt chi rồi, chừa cũng đúng á. Mình không rảnh thì mình gọi anh Vinh ha, nhờ anh vô vài cọng dây thôi cho mình. Rồi anh Chiến ơi, tiếp tục anh ơi. Rồi. Qua đây luôn. Mình có cây sọp. Cây sọp đọt đỏ. Cây túc, cây sọp đọt đỏ quý chú. K5. Rồi con sẽ báo giá nhanh cho mình luôn. Cái này là 4 triệu anh ha. 4 triệu, bao ship 200 km luôn. Mới rút chi cành lại. Mới rút. Cái này cũng cổ cây. Cây dáng trực. Cây này. Rồi đo luôn anh Chiến. Cái thân chính thôi ha. Đúng rồi. 1m2, chiều cao 1m2. Cao 1m2. Tán ngang này. Rồi 60 luôn. Hạo cái chi cành ngang thôi anh ha. Đúng rồi, hạo chi cành ngang này chứ không có hạo. Rồi. Hoành thân luôn á. Đây trên này cái đi rồi xuống lần nó ba chỗ đi. Ba chỗ luôn ha. Ừ. Rồi 62 vòng eo. Đo ba chỗ ba vòng luôn ha. Ba vòng hai qua luôn. Rồi 101. Dạ. Xuống tới đây là 150. 150 luôn. 150 ha cô chú. Rồi, cây sọp, cây túc. Để cây này cũng sạch cây cô chú, nó lên đây chỉ có mặt cắt chỗ này thôi. Đọt đỏ nó ha cô chú. Dạ, rồi cái này 4 triệu đúng không anh? Rồi, giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu, bao ship 200 km. Hình thù cũng dị hợm lắm nha chú ha. Quái gì? Rễ nó sổ xuống nó xến vô trong thân luôn cô à. Chú ơi. 4 triệu mã số K5 anh ha. K5. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi K6 là cũng cây sọp độc đỏ luôn. Đây. Cây này thì thành phẩm luôn hả? Cây thì thành phẩm à. Chi cành này của chú chi phơm tay. Thích hợp mình để nhà sân vườn với quán ha. Trang trí thêm cho có rồi, cái mảng xanh. Có chiều cao luôn anh Khánh ơi. Mang ý nghĩa luôn. Khánh ơi. À, một mình cho là 1m8 đi anh ơi. 1m8 đi. Nó có hơn nhưng mà trừ hao cho quý chú đây. Rồi chiều ngang luôn. Chiều ngang cũng vậy luôn quý chú. Này nó tròn vo luôn á cô chú. Cao 1m8 ngang 1m8. Mặt nào cũng vậy luôn. Đó. Cái chớp này cắt tỉa mịn màng. Những cái này người ta chơi số lẻ nha chú. Đây là 6 cái chi với một cái chớp là 7. Rồi. Rồi hoành thân 40. Dạ. Nuôi được mấy cái tay này cũng lâu lắm đó. Rồi eo này 63. Cũng để đặt luôn. Rồi 1m. 1m. Rồi xuống nữa đi. Xuống nữa đi anh. Rồi 1m7. 1m7. Ở đây nó có cái hang. Lõm vô thôi chứ không phải nó bị mục vô nha. Không bị mục lũa vậy chân á. Chỉ có lõm vô thôi. Dạ. Đây còn cái cốt chi nữa nè. Tay nào tay nấy to to vậy nè. Bằng cụm tay của mình á. Rồi tới cái ngọn nè, chút xương ở trong cái ngọn gì vậy nè. Cái mâm. Này muốn ra lọc thì quý chú chỉ có việc đúng rồi. Tỉa lá hết. Còn xương không bắt đầu nó đâm lọc à.
đỏ chót luôn á. Rồi cây này giá sao đấy anh? Rồi sọp đọt đỏ này K6 giao lưu cô chú anh chị là 6 triệu, bao ship 200 km. 6 triệu cái này cũng đi xe tải của cô chú ơi. Đúng rồi. Này dỡ bầu cũng nặng lắm luôn, nguyên cái bầu ha. Cây này cũng khá to á. 6 triệu anh ha. 6 triệu. Ship 200 cây. Rồi tiếp tục luôn. Rồi. K7 cây trứng thủy luôn. Rồi chuối luôn. Đây. Chuối xiêm lùng. Đây. Mai chú thủy của chú ha. Mã ca mấy là anh? K7. K7. Rồi cây này thì cứ để tại chỗ đi, em sẽ đi qua anh kia ha. Anh cứ đo giúp em đi. Cái phôi nuôi lên của chú ơi. Phôi nuôi lên. Lên chỉ cần cũng nhỏ. Rồi, thông số chiều cao 70 cô chú ơi. Rồi đo chỉ ngang của tay thôi là 60. Dạ, được cái cốt già. Cây này kiểu như cây cổ mà người ta phá thế. Rồi hoành thân 54. Ủ đế nó nằm dưới, đế nó còn chảy gì dưới này nè. Cây này đang trên chậu để nuôi cô chú, không có bơi ra. Rồi thôi đi đường này luôn cô chú. Mặt này đây. Đó. Rồi. Giá nhiêu đây anh? Rồi cây trứng thủy K7 này giao lưu cô chú anh chị là 4 triệu, bao ship 200 km. K7 hay K8 anh? K7 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 ha. Rồi tiếp tục luôn giúp em. Rồi một cây K8 cây trứng thủy luôn. Đây. Ủa cây này không có hả? Rồi. Rồi mã ca mấy đây anh? K8. K8. Chứ thủy luôn. Chứ thủy luôn. Rồi đo giúp em luôn. Thông số chiều cao 80. Dạ. Rồi ngang 1 mét luôn. Rồi cây này cũng nuôi lâu nhưng mà nó bể nhiều chút, bể bọng ha. Cái nào mình sẽ báo rõ cho mình xem luôn. Bể nói chung là bọng than luôn đó. Đây. Bọng tới dưới luôn nha quý chú. Bọng tới dưới đáy luôn nhưng mà cái cốt chi này người ta nuôi rất là lâu luôn. Rồi, hoành thân chỗ này luôn. 45. Dạ. Yeah. Nguyên cái bệ nạc bao nhiêu đây? Bọng lũa hết luôn. Hào hào đi anh ơi, sắp dây. Rồi, 1m05. Dạ, 1m05. Xương cành thì gần như hoàn chỉnh, anh cứ để rồi. Cây này nếu không bọng thì giá trị cao. Đúng chút. Rồi. Tại vì cái dách với cái thân này nó đẹp lắm. To. Cốt chi nuôi vậy nè. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi cây trứng thủy K8 này giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu, bao ship 200 km. 3,5 triệu. Cô chú nào tới vườn lấy thì anh Vinh đúng rồi. Giảm bớt cho mình tiền ship nha cô chú. Rồi tiếp anh ơi, mình vô đây phải không? Vô đây. Một số cây sứ nha cô chú, sứ to của anh Vinh ha, sẽ giới thiệu luôn. To lùn. Rồi mã K9. K9. Mã chứa thủy nữa. Thấy giá hả? Da đen lá lớn. Không thấy giá vậy. Rồi cây này giá như luôn anh ơi. Rồi đo trước đi anh ơi, cho giá sao. Rồi thông số chiều cao 60. Dạ cao 60. Rồi tán rộng như đây. Này chi cành cũng là chi cành nguyên riêng. Đúng rồi. Cao 80, ngang 60. Dạ.
bình thân 32. 32. Cái đế này cũng đặt anh ha. Đặt đo đường kính cái chậu đi rồi. Rồi, 50. Cái này nó nằm chậu lâu của chú ở đúng trong rồi. Này toàn là nắm đầu nó lôi lên là gãy không anh ha. Đúng rồi. Tay cành ghim lớn của chú. Và cũng có một cái đặc điểm nữa là này nó nu nhiều lắm. Nu nhiều. Nằm bên đây thì nó có lỗ. Đây. Mặt lỗ ngay đây. Dạ, rồi, cái này giá sao đây? Rồi, cây chứng thủy K9 này giao lưu cô chú anh chị là 3,5 triệu, bao ship 200 km. Nu da đen lá lớn. Đúng rồi. Dạ, tiếp tục luôn anh ơi. Rồi, cây K10 là cây thần kỳ. Một cây thần kỳ. Cây thần kỳ. Cũng đang ra nụ nha cô chú, ra bông nha. Đó, có trái luôn. Cây này thì rất là dễ cho bông trái của chú ơi. Cây này cũng to. Ồ, già cây á. Ờ, chiều cao 90. Con thấy nó đang có trái xanh xanh luôn. Đúng rồi, đang bông có trái nhiều. Xanh xanh. Ngang 70. Yeah. Ốc thân xuống 50. Cây thần kỳ. Hoa thơm mùi hoa sữa. Trái thì 22. Chín đỏ, ăn thay đổi vị giác. Hoành củ đặc này 60. Rồi mình trừ hao cộng rễ xè xè này ra đi còn 55 đi của chú. Hết về đế dưới 90. Rồi quay đi. Rồi giá luôn anh Chiến ơi. Rồi cây thần kỳ này K10 giao lưu cô chú anh chị là 3,000,000, bao ship 200 km. 3,000,000. Không còn dây gì nữa nghe cô chú. Đúng nguyên rồi. Một cái củ đặc. Đây nguyên củ đặc cuộn lại với nhau này nè. 3,000,000 ha, ship 200 cây. Rồi tiếp giúp em luôn. K11 một củ sứ ghép cánh kép, mặt bông rất đẹp. Đây. Bông này nó có cái tên gì không anh Vinh? Không biết tên ha. Ghép cánh kép thôi nhưng mà điều mà mặt màu này thì thật ra là nó có tên đó chú, nhưng mà con không rành sứ, con không biết nha. Nó có nhiều cái tên rất đẹp cho những cái dòng sứ ghép này. Hoa này đẹp lắm chú. Mình am hiểu về chơi sứ thì mình biết ha, cái này. Đây, mặt hoa. Rồi à. Rồi chiều cao đi. Rồi chiều cao tới đây 1m05. Thân đi anh, thân đúng rồi, đo cái thân cho đó giúp em. 25. Tổng bệ này là như thế, tổng cái củ này nè, củ này. Củ đi. Vậy nè. Như mấy cái bụp bè, mấy đúng bụp rồi. Lá ấy chú. Rồi 1m18. Dạ 1m18. Quay giúp em. Con không rành đề xứ cho nên mặt hoa thì không biết hết cô chú. Không có thúi gì hết nên cô chú. À, cây sạch sẽ. Cái xứ rồi thường nó không không uống thúi nha cô chú, không uống thúi. Rồi anh giữ cái đó giúp em. Mặt hoa này rất đẹp không? Cánh này cánh kép chứ không phải cánh đơn nha cô chú. Cánh kép ghép á. Cánh kép. Đây hai lớp cánh. Nó nhiều cánh lắm. Cánh đơn mình chỉ có 5 cánh à. 3 lớp cánh luôn. Đúng rồi. Rồi. Cây này giá nhiêu đây anh? Rồi. Cây sứ này K11 giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu, bao ship 200 km. 2,5 triệu rất đẹp. Cây này ghép ra bông luôn nha cô chú. À. Rồi đổi giúp em luôn kế bên đây. Rồi em chân dài luôn, em chân dài mà cái này thì nhú nhú mặt bông thôi, chưa thấy. Cây này có ghép không anh hay là cây nguyên? Cây này như cây này cây gin. Cây này cây gin. Sứ ánh dương gin anh ha. Đúng sứ rồi. Thái gin. À, nó cao vút lên vậy ha. Đó. Chân dài mà. Chân dài. Rồi 1m4. Rồi. Thân thì nhỏ thôi chú ạ. Thân nhỏ này. Được cái chân dài anh ha. Được chân dài. Rồi 22. Trường túc bất chi lao ha.
nho này, nho một chùm luôn. Rồi 93 cho khảo khảo cho cô chú thôi chứ yeah. Ngủ nó còn sổ dưới này dữ lắm. Đây nè, nó nằm còn dưới dưới này nè. Đó. Đặc biệt mà xứ này là không có thúi, không có gì nha cô chú anh chị. Dạ yeah. Cũ là sạch sẽ đâu cô chú à. Không thúi. Bao cô chú anh chị luôn. Rồi, cái em chân dài này giá như thế anh? Rồi, em chân dài K12 này giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu, bao ship 200 km. Chân dài ngoằng luôn ha, 2 chân triệu dài ngoằng. Rồi, đổi giúp em luôn K12, K13 K13. Tiếp tục một em xứ nữa. Em này thì cũng ghiên anh hả, hay là ghép? À, em này ghép rồi. Ghép. Chưa một lần chưa ra. Đây, hoa chưa thấy hoa ghép. Thấy nụ thôi. Đúng rồi, nhưng mà đa số ghép là cánh kép không cô chú anh chị, chứ không nào ai ghép cánh đơn đâu. Dạ, nó đã thân chính của nó là đơn rồi, ghép là mặt bông rất đẹp. À, K13 rồi, đo giúp em luôn. Rồi, chiều cao 75. Dạ. Rồi, ngay đây luôn 32. Dính ấy thì mình trừ ra đi anh ơi. Dính cây thì cứ trừ ra. Hào hào đi cho chú tham khảo. Đúng rồi, cho dính, tham khảo dính, đi. Dính, này không dính. Rồi. Rồi 88. 88. Rồi. Rồi. À, sổ khoảng hơn 2 tấc nha chú, hơn gan của con. 3 tấc à. Rồi. 3 tấc. Giá luôn anh ơi. Rồi, cây sứ K13, cây sứ ghép này giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu, bao ship 200 km. 2 triệu. Đây nó có mặt bông nè, chỗ ra mới biết được. Ship 200, vòng vòng Sài Gòn ảnh ship rút ngắn lại thì giảm tiền ship cho mình nha quý cô chú. Đó, mình ở ngay tại Sài Gòn mà mình chơi thì ảnh giao vừa nhanh mà vừa giảm tiền ship nữa. Rồi, tiếp tục luôn anh ơi. Rồi, K14, cây này cây nguyên không có ghép. Đây là cây nguyên. Cây nguyên. À, đặc biệt cái củ này, cây này củ dữ lắm, nhìn quá xá cái củ ha. Quá xá luôn. À. Củ. Cái củ này như trái dưa hấu. Mà là ảnh nuôi rất khéo nha, không bị thúi củ nha cô chú anh chị. Cái này như trái dưa vậy cô chú. Nuôi rất khéo không bị thúi củ luôn. Chứ xứ này tháng mưa nuôi không khéo là bị thúi hết rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao 60. Còn ngay cái eo. Ngay cái eo còn đi. Chị. Sứ thì nó có cái eo. Rồi, 31. Rồi. Quá cho cái củ phình này luôn. Vịnh mấy con dây này đặng cho giữ cái bộ rễ nó. Đúng giữ rồi, nó giữ cho đừng có lắc, lắc ra thôi chứ nó không có. Tại vì được. Mình mới trồng lại. Rồi, 81. 80 đi. Rồi, 80 luôn. Cái này tay con đưa vô vậy nè. Đúng rồi. To ha. To. Quay giúp em đi. Quay đây. Có 3 cái củ to. 1 2 3. Làm điểm nhấn cho cây luôn. Rồi giá luôn anh ơi. Rồi, cây sứ ghim này giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu K14. 2 triệu thôi cô chú ha. Ừ. Đặc biệt cái nuôi rất khéo không bị thúi củ nha cô chú. Sài Gòn là ship tốc hành cho mình luôn. Đúng rồi. Có giảm giá luôn đó cô chú đây ơi. Đây nè, đang vú bông vừa luôn cô chú ơi. Đây. Đó, đem về là chơi luôn, bông luôn. Dạ, rồi. Cây rất sung. Bên đây. À, thằng này giữ nữa. Giữ nữa ha. Đó. Quá xa. K15. Thằng này giữ nữa. Rồi giữ luôn. Nó bình hết hồng không? Ồ. Wow. Cây này ghép có nguyên thủy có cô chú ơi. Đây. Một bo. Rồi, ghép. Có ghép có nguyên thủy luôn. Có ghép có nguyên thủy luôn. Đây là những ghép này quý chú. Đúng rồi, đó. Đây là ghép rồi. Còn có những cái chồi nó mọc tự nhiên. Đây, trên này là nguyên này. Cái này là cái này đóng ghép vô nè. Này là đóng cái ngay đây giữa tim ra là ghép. Đây. Đó. Rồi chiều cao 60. Sứ này thì ghép biết bao nhiêu màu của chú. Đúng tại rồi. Vì mỗi màu ghép nó lại lai ra màu rồi, khác nữa. Ngay cổ này 33 luôn. Cho cái em phình bụng to này coi. Bao nhiêu đây? Quá luôn rồi. Bụng này rồi này không biết hình dung cái con gì nữa. Đúng ha. Rồi
Rồi 97 luôn. 97. Cái tay gan tay đưa lên. K15. K15. Quay quay giúp em anh Chiến. Giá luôn anh Chiến. Rồi, củ sứ K15 có sứ ghép này nha cô chú anh chị. Giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu bao ship 200 km luôn. 2 triệu bao ship 200. Cây này về là đặt về là có bông chơi luôn cô chú ơi. Đây nè, ra bông luôn rồi. Con cũng chia sẻ với cô chú là anh Vinh cũng còn nhiều sứ nha quý cô chú. Rồi. Nếu mà mình tới vườn mình lấy số lượng nhiều quá thì giá khác ha. Hoặc là mình yêu thích sứ thì mình anh còn mấy trăm gốc lên cô chú anh chị ơi. Nhưng mình liên hệ với anh ha. Giao lưu vài gốc cho cô chú anh chị tham khảo thôi. Rồi, một em chân dài nữa. Rồi. Em chân dài mà em này là ở dưới này rất là đẹp luôn nè. Cây nào cũng cũng đẹp hết. Cái này cây riêng anh ha. Cây riêng. Cây riêng. Cây này về cô chú anh chị đánh tay ra nó cũng đẹp. Ra bông là đẹp. Không thôi mình để tầng tầng vậy cũng đẹp á. Rồi, chiều cao hết thước luôn cô chú anh chị ơi. Mét rưỡi. Biệt mấy sứ này cũ rất đẹp. Rồi, ngay cổ này 24 luôn. Rồi, cũ như đây. Chín mươi mấy luôn. Rồi. 99. 99 luôn, gần 1 mét luôn. Cũng sổ lên hơn 2 tấc hả chú? Hơn gan của con. Em chân mình dài này. Chưa, để con trâu của chú xem. Ở dưới đây trước. Sổ cũ đẹp lắm. Đặc biệt là không thúi không gì hơn cô chú. Dạ. Anh nuôi rất kỹ luôn á. Này nó có hoa cô chú, nó giật từng ha, đưa lên. Đây nó đang cũng là chỗ nu nít gì lên. Lên lọc. Lên đó. Cái đó là lọc vàng anh. Rồi. Rồi cây K16 củ sứ này giao lưu cô chú anh chị là 2 triệu bao ship 200 km. Dạ. Rồi cũng là cây cuối chưa? Cây cuối luôn ha. Rồi. Mình chào luôn anh Chiến ơi. Rồi chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ clip này cho anh Vinh và với mấy củ sứ đẹp này. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong dịp sau. Dạ xin chào. Dạ. Rồi còn gì nữa không anh? Vậy thôi ha. Rồi. Rồi con cũng kết thúc đây ha cô chú. Hẹn gặp lại. Rất là nhiều cây đẹp để cho mình lựa chọn trong đợt này ha. Rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú anh chị dành cho anh Vinh. Vườn mới. Địa điểm mới. Con xin cảm ơn cô chú, hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo.